tấm hình của bà đấy. Cái lúc này là lúc bà còn trẻ. Cái tấm hình này thì có mình có được cái tấm hình này từ con gái của bà. Còn cái tấm hình thứ hai là cái bức thư. Bức thư này cũng từ đây để mình coi xem nào. Bức thư này là 23 tháng 10 năm 1984. Cô lộn, cô xin lỗi. Vâng, con chào cô, cô khỏe không cô? À, cô khỏe con, chút thôi. À, cô định nhà nãy không biết cái này này, cái thơ thì coi như là bây giờ cái chữ viết của cô thì nó không có giống như mấy chục năm về trước. Vâng. Đấy, thì cô cũng biết rồi, cô biết rồi, chốc em mới gửi qua cho con. Vâng. Hả? Thì ý là cô cũng nói cho con biết sơ sơ vậy, và em thôi lại bảo rồi bên đấy lại bảo chứ sao lại chữ viết lạ đấy con. Dạ. Đấy thì không sao, thôi mình thì cái nét chữ nó cũng đâu có đổi nhiều đâu cô. Vâng. Đấy. Con vẫn khỏe hả? Vâng, trời, con vẫn khỏe. Hôm nọ cô nghe thấy con nói là cái cô bên đấy cũng kiếm hộ cho mình á con. Vâng. Thì cô viết một cái lá thơ bảo đảm gửi qua cho mẹ của cô hả? Vâng. À, gửi qua cho mẹ của cô vậy. Còn cô có nói là cái nội dung là cô chỉ cho mình biết vậy thôi hả con? Đại loại cô chỉ biết là ý là có người ở Việt Nam đang kiếm của bà, đang kiếm bà đấy, bà có người Việt Nam đang kiếm bà thì cái thư bảo đảm đấy là theo cái kiểu là phải đúng người thì mới được nhận, mới nhận được. Nên là cô bảo là bây giờ thôi cứ phải đợi để xem có người trả lời hay không. Vì cái vấn đề này nó cũng tế nhị nên là người ta không phải đến trực tiếp để người ta người ta gõ cửa hay người ta hỏi được. Nên là cô phải viết một cái thư, thư bảo đảm. Đại loại là cô ấy nói là cô ấy căn cứ theo cái câu chuyện cô coi được cái video mà con với cô nói chuyện với nhau á, thì cô ấy tóm tắt lại rồi cô ấy viết cho mẹ của cô một lá thư để và gửi vào cái địa chỉ mà con gửi cho cô ấy, để xem là có người hồi âm hay không. Thì cô bảo cái này phải chờ đi, cứ chờ đợi để xem là có hồi âm hay không thì cô sẽ liên lạc với mình. À con ơi, dạ. Thì con có nghe cô nói là cái mẹ của cô có hồi âm thì hồi âm về địa chỉ của cô ấy hả con? Thì chắc là như vậy. Con nghĩ là như vậy. Con thì không biết hồi âm kiểu như nào, nhưng mà thông thường ấy, cái gửi thư bảo đảm hình như ở nước ngoài là thư tín nên nó giống như là cái tin, giống như là cái thư nhắn hồi âm, ví dụ như mà nhận được thì người ta sẽ nhắn lại là có người nhận hay không có người nhận đấy. Vâng. Vâng. Vâng đúng rồi, nếu mà không người nhận thì thơ lại quay trả lại ạ. Vâng, thì con cũng chưa nghe cô nói gì, cô bảo cái này cứ phải kiên trì chờ đợi đi, chứ nhiều khi bây giờ ví dụ người ta nhận được thư nhưng mà có thể người ta chưa biết là đã nhận được thư hay chưa. Cái thứ hai là nếu mà có nhận được thư thì phải người ta cũng phải suy nghĩ đó chứ cô, chứ đâu phải là nhận đúng được rồi. Cái mà lại hồi âm ngay, nên là cô bảo thôi cứ chờ đợi, có gì thì cô sẽ thông tin lại cho mình. Thì con cũng giờ cũng chỉ biết đợi thôi chứ biết sao rồi. Dạ. Nhưng mà con ơi, con có nghe cô nói là cô chắc cô ở tiểu bang khác hay ở gần đấy không con? Thực ra về thư tín thì con thấy nó nhanh lắm, con cũng không hỏi là cô mà giúp mình là cô ở đâu. Nhưng mà thư tín nói chung ở nước ngoài hoặc là nó cũng nhanh lắm cô, chứ không có chậm trễ đâu. Nhưng mà hôm cô nhắn tin cho con là cô ấy nói là hôm con nhắn cho cô ấy là cái địa chỉ đấy thì nhắn một chút xíu xong rồi xóa đi vì không muốn lộ cái địa chỉ đó ra, sợ là nhiều người khác rồi làm phiền đấy. Nên là con đọc xong cái là con nhắn cho cô cái địa chỉ đó luôn đấy. Thế rồi con xóa cái địa chỉ đó đi, tức là để cho không có, địa chỉ của cô, địa chỉ của mẹ cô ấy, để cho không có ai biết, không có khi người ta làm phiền, để khi nào mà bà
bà có nhận được thì bà sẽ hồi âm lại. Vâng. Xin con nhà cô cũng cầu xin đấy con. Chú tôi. Nhưng mà có một cái cô ơi, cũng có mấy người thì hiện nay cũng đang có người thì bảo là không yên tìm. Có người tức là ý kiến thì cũng nhiều ý kiến khác nhau lắm cô. Có người thì bảo là con nói sao hả con? Dạ. À, có người thì nói là bảo bây giờ cô nghe rõ không? Chứ có nghe rõ. Vâng, có người bảo là bây giờ thôi không nên tìm. Vì tìm để làm gì? Có người thì bảo là đại loại là một số người thì bảo không nên tìm ấy, thì con bảo chả biết là chả biết nói sao. Có nghĩa là họ nghĩ là cái tình cảm nó là không có hả con? Đấy, ý là có một số người bảo là tình cảm không có, nhưng mà con thì con lại nghĩ như thế này. Cá nhân con thì con nghĩ như này, bây giờ cũng có thể là bà còn sống. Nhưng mà ví dụ bây giờ bà bệnh tật, bà ví dụ bà mất trí nhớ thì sao, con nói ví dụ thế. Chứ chưa hẳn là bà quên mình, bởi vì có nghe một cái chi tiết cô có nói là lúc đấy bà khi mà bà có cái người con thứ hai đấy thì bắt đầu bà cảm thấy là bà lại yêu thương mến cô, đúng không? Thế mà sau đó rồi cũng vì cuộc sống thôi thì mất liên lạc thì cũng có thể có nhiều cái lý do. Có thể là bà cũng có cái chuyện buồn trong tình cảm, rồi bà tìm cái hạnh phúc mới, thì hoặc là bà có cái vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, thì bà lại hoặc bà cảm thấy trong lòng nó tội lỗi hay sao đấy, bà không muốn liên lạc nữa, thì con cũng không biết cụ thể là bà nghĩ như thế nào. Cô bây giờ thôi, bây giờ cô cũng làm theo cái bổn phận của cô á. Vâng. Là bây giờ là coi như là thật, cô chỉ ước ao là coi như là 57 năm rồi đó con. Cô chưa hề biết mặt và chưa được nghe giọng nói của bà, mà chưa được gọi tiếng mẹ nữa. Vâng. Nhưng cô chỉ mong muốn là mà trước khi mà cô mà có mất ấy, thì cô được nhìn thấy bà và được nói chuyện với bà thôi ạ. À. Vâng. Còn nếu mà trường hợp mà bà không được khỏe hay làm sao á, thì nếu mà có điều kiện mà bà mà muốn cho cô thăm bà thì cô cũng sắp xếp để thăm bà. Nhưng mà cái thăm như vậy con ơi, có phải có ngồi bên đấy người ta bảo lãnh cho mình mới thăm được chứ, phải không con? Vâng, đúng rồi cô ạ, phải có người hướng dẫn giới thiệu. Vâng, cái có người bảo lãnh cho mình mới thăm được chứ đâu phải mình tự nhiên mình đi, mình qua đấy mình vô nhà ai được ạ? Đúng rồi, thì cái đấy là cũng khó. Cái vấn đề đó mà bảo đi sang thì khó hơn là cái chiều từ bên đó đi về. Nhưng mà con chỉ lo là cái vấn đề sức khỏe của bà thôi. Nhiều khi người thì cũng có những người thì bảo là ngoài 80 còn khỏe, nhưng cũng có những người thì có khi 50-60 nhưng đã yếu rồi thì không biết được. Cái này mình cũng chỉ là phán đoán chứ không phải là mình là biết chắc chắn cô ạ. Vì cô nhớ là những năm về trước á, bà cứ rủ cô đi vượt biên thôi. Vâng. Rồi bà còn nói là nếu mà ai đi thì dò la rồi đi được, rồi qua bên cái đảo nào rồi ba qua bà đón. Vậy à? Đấy. Vâng. Đó. Nhưng mà nhờ có một lần cô đi mà không được. Thế là cô sợ quá cô không dám đi nữa. Vậy là cô cũng đã đi vượt biên một lần rồi hay sao? Năm đó năm nào cô? Dạ, coi như là năm đó là năm 80 mấy đấy ạ. Vâng. Năm mấy ạ? Vâng. Thì cô chỉ ra tới ngoài Bà Rịa ấy ạ. Vâng. Ha, Bà Rịa, vâng. Khi mà cô tìm hiểu họ nói là cái đường dây này là cũng bị bể mấy lần. Vâng. Thế cô nghe thấy vậy là cô rút lui, cô đi về luôn, về Sài Gòn luôn. Vâng. Đấy. Nhưng mà cứ ước nguyện của bà là nếu mà đi giấy tờ không được ấy, thì đi theo đường vượt biên, nhưng bà đâu có nghĩ là nó nguy hiểm đâu ạ. Vâng. Ý bà còn nói với cô là qua bên đảo ấy nào rồi bà sẽ qua bà đón ạ. Vậy ạ.
Vâng ạ, cho nên cô nghĩ là bà chắc cái lý do gì bên đó là làm sao á, cho nên bà không có thể nào mà bà tìm đến với cô ấy. Vâng. Thôi bây giờ thì con nghĩ là cứ chờ đợi thôi. Còn con có thể là con sẽ con sẽ chụp kỹ một cái đoạn cái hình cái chữ viết của bà với lại cái hình của bà, rồi kèm theo những cái nội dung mà con nói chuyện với cô để gửi lên, để hy vọng là cô ở bên Mỹ kia cô xem được cái clip này thì cô sẽ chắt lọc cái thông tin, cô chụp lại một vài cái tấm hình hay gì đấy để cô gửi cho bà xem là bây giờ ra sao, bà còn khỏe hay là bà ốm hay là bà vì lý do gì. Thì giờ cũng thực ra bên kia thì người ta sống nó cũng con không hiểu là cái kiểu sống, cuộc sống bên Mỹ đấy người ta sống với nhau như nào, nhưng mà nó tôn trọng cái riêng tư cá nhân ấy, nên là cũng không phải là mình tự dưng mình đến nhà người ta đâu, đến nhà người ta hỏi là bất lịch sự ấy. Vâng, với lại cũng là mình phải biết rõ cái phần chắc trong tay mình mới dám đến. Đấy, phải biết chắc thì mới dám, chứ bây giờ tự dưng khơi khơi tới rồi thì hỏi rồi nhiều mà khi... cái người nhân vật chính là bà. Vâng. Đấy, bà phải đứng ra, bà phải nhìn nhận là cái sự thật này có thì họ mới dám tiếp xúc với bà. Đúng rồi, đấy. Phải có được cái hồi âm ấy, bà phải hồi âm lại. Vâng. Thì cái mấu chốt là bà, chứ còn về mình thì cái động cơ của mình cũng chỉ là giữa vấn đề tình cảm thôi, chứ không có cái tiền bạc hay này nọ. Nhưng mà cũng có một số người thì lo sợ và không biết là như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống riêng tư của bà hay không, bởi vì là ngày xưa lý lịch thì bà khai là đại loại là bà khai là bà không có con, mà tự dưng bây giờ lại có con ở Việt Nam thì không biết nó có ảnh hưởng gì không. Theo cô nghĩ á, thì nếu bà còn trẻ hay là bà hoạt động ở ngoài xã hội thì bà mới sợ ảnh hưởng ấy. Vâng. Chứ còn bây giờ là bà có tuổi rồi thì bà cũng nghĩ là nếu mà bà mà cứ cứng làm như vậy á thì sau này sợ là bà cũng hối hận nha. Vâng. Theo cô nghĩ như vậy đấy. Vâng. Thì trong lá thơ cô cũng viết, thế cô cũng viết là cô chỉ mong là cô gặp bà được một lần và nghe giọng nói của bà thôi. Nếu mà không được thì cô rất là hối hận ạ. Cô cũng nói thế ạ. Dạ. Vâng. Thì vậy là cái lá thư đấy thì cô viết xong rồi cô sẽ cô ghi cả cái ngày hôm nay vào, xong cô chụp, cô bảo em chụp xong rồi cô gửi cho con. Thì con sẽ lưu cái lá thư đấy và con sẽ chụp cái bút tích của cô để xem bà còn phần nào nhớ được không. Nhưng mà có nhiều người nói là hình như là cô sợ là bà không biết nói tiếng Việt đúng không? Dạ không, có nghĩa về này là bà nói tiếng Việt nhưng mà nói hơi ngọng ạ. À bà, nhưng mà vẫn nói được. Nó ngọng. Dạ vâng, vẫn nói được, vẫn hiểu được ạ. Nhưng mà cái kiểu là ngày phát âm thì không có được chuẩn như mình ạ. Vâng. Tức là bà chuyên nói tiếng Anh thôi đúng không? Vâng. Dạ. Tại vì bà quan đấy mới có 20 mấy tuổi ạ. Thì không, thì đại loại mọi người cũng nói là về cái phần tiếng Anh thì chắc là tiếng Việt thì chắc là vẫn nói được, vẫn hiểu. Vâng, vẫn còn, hiểu được ạ. Vâng. Viết thì có thể là ít viết thì nó hơi ngượng. Vâng, thì phát âm thì cũng không có được chuẩn, với lại viết thì chắc không viết được, chắc phải nhờ nó viết ạ. Vâng. Cho nên trong cái nội dung á, cô thấy là ngài tránh né dữ lắm ạ. Vâng. Với một số cô bác khuyên bảo là bây giờ thôi kệ, cứ gọi bằng mẹ chứ sao lại viết mà lại gọi bằng chị. Thôi không được. À. Thôi ạ, không, thôi ạ, cô đừng gọi mẹ, tội nghiệp ngài ạ. À. Bây giờ cô nghĩ thôi, cô đã bị thiệt thòi, cô thiệt thòi rồi con ạ. Dạ. Thì thôi cô nghĩ là thôi, cô đã hy sinh được thì thôi, giờ cái cuối cùng cô không nên làm như vậy. Dạ. Bây giờ cô chỉ mong là cô được nhìn thấy bà. Dạ. Và được nghe giọng nói của bà thôi ạ. Dạ. Cô muốn biết sức khỏe bà lúc này thế nào ạ. Dạ. Còn nếu mà bà còn thương cô, còn nghĩ cô thì bà tạo điều kiện cho cô được gặp bà trực tiếp cũng được ạ. Vâng. Đấy, cùng hai mẹ con cùng tạo điều kiện cho nhau ạ. Vâng. Còn trong điều kiện mà không gặp được trực tiếp, mà ví dụ điện thoại có hình nói chuyện với nhau như là nói qua tivi đấy được không? Thì cũng được con ạ, cũng được con ạ. Còn hơn là không được, chịu gì. Vâng. Vâng.
chứ còn nếu mà trực tiếp để mà gọi là tay tay sờ rồi bằng xương bằng thịt hay không, sờ vào da vào thịt thì cái đấy là cũng hơi xa xỉ, cũng rất là phép lạ con. Vâng, nó đây chắc phải phép lạ con ạ. Vâng, thì bây giờ có con giúp cô cũng là phép lạ đấy thật. Vâng, sự cô có nghĩ là nằm mơ con ơi. Vâng, thật con ơi, trước khi mà cô gặp con đó, nhiều khi cô nghĩ thế bà mà thật cái tim cô như muốn ngừng thở luôn đó con ạ. Vâng, thì cô cảm thấy là cô còn sống ngày hôm nay là cái mong muốn của cô là được gặp bà đó con. Vâng, cho nên mà bây giờ mà cô mà được nghe thấy được nhìn thấy bà thật một cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy. Vâng, thì con cũng chứ sẽ cô nghĩ cố gắng hết sức để mà làm thế nào để nhờ các cô bác giúp cô thêm. Vâng, thưa con cũng vì con cũng vì cái đức, con cũng vì phước, thì con cũng vì ơn trên, con cũng giúp họ cô nhá. Dạ, con đừng bỏ cuộc con nhá. Dạ vâng, thì có thông tin mới con, thì con sẽ, vâng, sẽ chủ động con nhắn cho vâng cô. Vâng, vâng, con cũng bảo vệ cho cô những cái ước nguyện của cô mà cô muốn nhờ con nhé. Vâng ạ. Con bảo vệ hộ cô nhé. Vâng ạ. Là ước nguyện của cô như vậy ạ. Vâng ạ. Coi như cái tuổi trẻ mà cô đã không quan tâm tới thì bây giờ cô chỉ muốn là cái phút cuối cuộc đời của cô cũng được nhìn thấy bà, coi bà sống thế nào thôi ạ. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Ngôi năm nay là con nghỉ, con đâu phải làm phải không? Vâng, con cũng chưa, một lát xíu 7 giờ thì con vâng nghỉ. Giờ nghỉ giải lao cô. Vâng, vâng. Vâng. À vâng, vâng, thế thì tội nghiệp con, có thể cho cô xin lỗi nhé. À, không có gì đâu cô. Vâng. Chủ nhật con vẫn phải làm cơ hả? Vâng, con thì làm cả tuần. Vâng. Dạ. Vâng. Vâng. Rồi, thôi. Cô xin lỗi con nhé. Không sao. Vâng, con chúc con được khỏe mạnh và được ơn trên phù hộ cho con. Vâng ạ. À. Gia đình con. Rồi. Con cảm ơn cô, chào chúc con cô nhiều, sức khỏe. Chào con, chào cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn con. Vâng, chào con nhé. Vâng, hy vọng là có tin vui với sớm báo cho cô nhá. Dạ. Vâng, cảm ơn con ạ. Con chào cô. Thì đây các bạn ơi, đây là cái bút tích, cái tấm hình của bà đây. Cái lúc này là lúc bà còn trẻ. Cái tấm hình này thì có mình có được cái tấm hình này từ con gái của bà. Còn cái tấm hình thứ hai là cái bức thư. Bức thư này cũng từ đây để mình coi xem nào. Bức thư này là 23 tháng 10 năm 1984. Năm 84 đến năm nay là 2019. Vậy là 35 năm rồi. Đây mình sẽ coi bức thư này viết gì nhé. Anh Thư mến, rất cảm động và mừng khi nhận được thư của cha và thư ảnh của Thư và gì đấy không có ở đó để chụp ảnh cho mọi người đây, cho mọi người cũng tại sao ta nghề anh cái chữ gì đây ta nghề của tôi đòi hỏi sự hiểu biết chụp hình cho nên tôi chụp ảnh cũng không tệ lắm. Anh Thư cho tôi xin lỗi đã trễ nải. Phúc đáp thư về anh Thư trước khi đi những đề chính. Xin thành thực cảm ơn Thư. Rất nhiều về sự đã cho tôi biết tin của mẹ tôi cũng như cho tôi cái hân hạnh chúc gì đấy. Nó có những các cái đường riềm này là cái bức thư sau 35 năm nó bị nát ra rồi các bạn. Chúc Thư luôn trẻ đẹp và sẽ được may mắn nhiều. Chúng ta sẽ nói nhiều khi Thư sang bên này. Tôi có viết nhiều gì đây ta.
tôi có viết nhiều lá thư về thư, nhưng không bao giờ gửi. Không phải lý do gì, nhưng là lý do ở bên này. Trong những thư tôi đã viết cho thư, cái phần chính của thư là tôi muốn thư sang bên này để tôi lo liệu cho tương lai của thư. Của thư, chữ cũng khó đọc phết đấy các bạn ơi. Của thư, vì những gì tôi muốn lưu lại cho thư. Năm nay tôi có lo giấy tờ và viết thư về mẹ, để mẹ tôi đi lo những giấy tờ hợp pháp Việt Nam rồi sang đây chẳng hạn, như giấy, để mình đọc tiếp nhé, của ba tôi. Nhưng mẹ tôi hãy còn ngại ngùng, sau đó thì rất là trễ quá rồi. Và lần cuối cùng tôi nhận được hai giấy khai sinh của thư và của mình tôi, nhưng rất tiếc giấy khai sinh của thư đáng nhẽ là Trần Thị Anh Thư, nhưng khi tôi nhận thì lại đề là Lê Thị Anh Thư. Nếu cứ cái gì đây đây, cái chữ đấy không đọc được. Anh Thư và mẹ tôi ở sau này lâu rồi, nếu đề Trần Thị Anh Thư như vậy có nghĩa là Anh Thư là em của tôi. Luật đưa gia đình sang bên này, cha mẹ anh em ruột cùng cha mẹ và vợ chồng thì được ưu tiên đi trước. Hoặc giả như chị Dung là chị ruột của tôi, nếu có sang đây thì trước hết chị ấy phải đổi giấy khai sinh, vì giấy khai sinh của chị Dung là Vũ Thị Kim Dung. Vấn đề chị Dung hãy để từ từ, vì tôi phải cắt nghĩa rõ ràng. Và chị Dung phải cho tôi một điều gì để bảo đảm về những hành động của chị Dung. Nếu chị ấy sang bên, nếu chị ấy sang bên này, vì tôi e ngại nếu chị Dung sang bên này có thể làm loạn lắm. Rất tiếc chị Dung không gì đấy, rằng đời sống nó được đẹp đẽ, đẹp đẽ và những gì chị cho là sự kiên nhẫn và hiểu biết rồi mới. Ở những cái câu đó đọc không có hiểu. Rồi đây, đây cái này này là cô ấy có viết là tên là Trần Thị Anh Thư, tên cha là Trần Văn Phùng. Nếu hỏi tên người bảo đảm sang bên này, thư viết Trần Mộng Huyền. Họ hỏi liên quan thì trả lời là chị của thư. Đó, để hy vọng cái dòng này là bà sẽ đọc được này. Tức là Trần Thị Mộng Huyền là chị của thư. Thư trong thời gian tạm thời để lo hợp lệ và sang bên này được nhanh chóng thì mình làm theo ý họ muốn. Nhưng khi sang bên này rồi, tôi sẽ đưa thư ra luật sư để đổi lại tên của thư theo như ý kiến của tôi, và tôi chắc sẽ làm thư vui mừng là thư phải duy trì cái tên. Nó chỉ xảy ra có một lần trong đời. Thư là Nguyễn Thị Anh Thư và cha của thư là Nguyễn Xuân Tý. Và giấy gì đấy, khai sinh của tôi, chính của tôi từ ngoài Bắc là Trần Mộng Huyền. Sau khi vào Nam, anh Hùng làm chợ trắng, chợ đen với sổ di cư gì đó. Xong rồi anh ấy làm mất bản sao cho tới khi tôi bắt đầu sang bên này. Tôi phải ra tòa để làm bản sao nữa. Bởi vậy cho nên dầu sao chăng nữa tôi muốn thư phải giữ tên cha thật của thư cho tới khi lập gia đình. Bây giờ ở đây có luật mới, khi lập gia đình thư vẫn có thể giữ tên Nguyễn mãi mãi. Mẹ tôi không phải lo vì giấy khai sinh của tôi có tên Lê Thị Phụng là mẹ tôi, và giấy khai sinh của mẹ tôi của cụ là Lê Thị Phụng Như. Như vậy là được rồi. Thư đọc đoạn thư này cho mẹ tôi nghe, và khi tôi mới đọc cho bà nghe, hay tôi muốn có kết quả mỹ mãn. Vậy xin hãy lưu. Cảm ơn anh Thư rất nhiều. Mẹ của con ước mong mẹ được dịu đau buồn phần nào khi thư đọc thư này để mẹ nghe. Việc đầu tiên con muốn mẹ biết là con thương mẹ, nhớ mẹ lắm.
Mẹ không những là người mẹ duy nhất của con, mà mẹ là người bạn gái duy nhất và thân nhất của con. Con ở bên này, mỗi hành động của con làm hoặc giả làm bất cứ gì, hay đi đường, đi đứng, ăn uống, con đều nghĩ đến mẹ. Con sang đây đã trên 71 năm, nhưng con không hút thuốc. Không biết là 71 hay cái số này là bao nhiêu đây này. Cái số này này. Đó, số này này các bạn này. À, con sang đây đã trên hình như là 21. Chữ viết hơi xấu. Con sang đây đã trên 21 năm, nhưng con không hút thuốc, không uống cà phê, không uống rượu chè gì cả, hoặc đi đêm khuya, hoặc cờ bạc. Những tật xấu đó con có thể tránh được tới ngày nay cũng vì con nghĩ lời mẹ chỉ bảo là có lý và có giá trị cho người đàn bà con gái. Con chỉ uống sữa, uống nước và ăn rau nhiều và trái cây, vì những thức ăn con tiêu thụ vào cơ thể con, nó là cơ thể mẹ. Bởi vậy con phải gìn giữ, và con chỉ tiêu thụ những gì cần thiết và có nhiều dưỡng khí cho cơ thể. Con đi học nhiều thì có phần đông con được vào danh dự. Con được vào danh dự mẹ. Đây là tóm tắt kê khai mẹ còn học và nghề gì. Đó, đại loại này, mấy cái bức thư mà còn giữ được cách đây mấy chục năm. Và đây là hình ảnh của bà. Thì hy vọng là chị Vân Sa Nguyễn, khi mà chị coi được cái này thì chị có thể chụp cái bút tích và cái tấm hình này để gửi cho bà, để mong là bà có hồi âm. Và cô Thư thì cũng chỉ muốn là được một lần gặp mẹ, nói chuyện với mẹ thôi. Rồi sau đó thì cô ấy có về với Chúa thì cô ấy cũng cam lòng. Thì hy vọng là chị Văn Sang Nguyễn sẽ nghe được những cái thông tin này của Tuấn Dương nhé. Và chị nhận được thì chị hãy nhắn cho Tuấn Dương, hoặc là liên lạc theo cái số phone mà Tuấn Dương để ở dưới trong cái video clip này. Rồi tạm thời kết thúc ở đây nhé.